Đầu Gỗ Thành Quyên xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày 15 tháng 5 năm 2021 dương lịch. Thì cơ sở Thành Quyên chúng tôi rất vinh dự được tiếp đón gia đình chú Việt ở Vĩnh Quỳnh, Hà Nội về trực tiếp cơ sở để đặt một lô hàng phòng thờ. Đấy. Cơ sở tôi còn rất nhiều mặt hàng đây chuẩn bị để bàn giao cho khách. Hàng có sẵn chúng tôi còn rất nhiều. Đấy, chưa dựng lên đây. Thì bên này cũng chưa có. Chùa trên Vĩnh Quỳnh, Hà Nội về đặt hàng. Chú ra tận xưởng cơ sở chúng tôi cách đây khoảng 1 km để xem hàng. Và chú về tận cơ sở để đặt bàn thờ, sập ngồi, cuốn thư cuốn đối, bàn ghế cô đẻ con. Vừa rồi thì cơ sở Thành Quyên chúng tôi vừa tiếp đón một đoàn khách ở trên Hà Nội về. Thì sau khi mà đoàn khách về thì chúng tôi, chủ cơ sở chúng tôi lại tiếp tục lên trên xưởng để đôn đốc thợ để hoàn thiện các mặt hàng cho khách. Đấy, chủ cơ sở bây giờ tiếp tục đi lên trên xưởng để đôn đốc thợ đây. Đấy, trong một ngày làm việc của chúng tôi. Đầu Gỗ Thành Quyên xin kính chào quý khách. Đấy, hiện tại chúng tôi đang xuống xưởng để đôn đốc cho thợ làm mặt sập và quay sập để hoàn thiện cho khách hàng. Đây, những phần mặt sập đây, bộ hương đá đây. Đấy, ván rất là dày nhé. Ván rất là đẹp. Để những quầy sập mình đang làm. Rác như thế này tôi mai sẽ loạt bỏ hết đi. Nhưng mà rác như thế này lọc bỏ hết đi. Đây là ván mặt sập của cụ đây. Ván mặt sập của cụ kia, kia bên trong rất nhiều. Đây, đây là cây đây. Cây hương đá. Một ngày làm việc với những người thợ của chúng tôi canh quẩn với những lá mặt sọc và quây sọc và những đồ bàn thờ. Xin chào, cảm ơn tất cả quý khách hàng đã theo dõi video clip.